Xin chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Tâm điểm Chất lượng và cuộc sống của chúng tôi ngày hôm nay. Chúng tôi luôn đem lại những thông tin mới từ trong và ngoài nước và tôi là Thanh Bình sẽ đồng hành cùng quý vị và các bạn trong chương trình này. Phân loại xử lý bền vững rác thải, nâng cao chất lượng cuộc sống. 7 đợt vaccine COVID-19 sẽ về Việt Nam. Rủi ro chiếm đoạt tiền hoàn thuế VAT từ doanh nghiệp ma. Thưa quý vị, hôm qua ngày 28 tháng 2, Viện Red phối hợp với công ty Translate French International Cộng hòa Pháp tổ chức buổi tọa đàm khoa học về rác thải, môi sinh, sức khỏe, những công nghệ phân loại, xử lý bền vững giữa các nhà khoa học, chuyên gia và các nhà báo tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Rác thải hiện nay đang là vấn đề lớn có tính chất toàn cầu, ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường sống nếu không được xử lý triệt để, đặc biệt là ở các thành phố lớn. Tại Việt Nam, do tốc độ tăng trưởng của đô thị nhanh, dân số đô thị phát triển mạnh, rác thải ngày càng trở nên là vấn đề nóng, thời sự, được chính phủ, các bộ ngành, các cấp chính quyền địa phương và xã hội quan tâm. Hiện nay, lượng rác thải của Việt Nam là khoảng 50.000 tấn trên một ngày, trong đó ở các đô thị là khoảng 35.000 tấn trên một ngày, còn lại là rác thải ở vùng nông thôn. Riêng tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, mỗi một ngày rác thải khoảng 7.000 đến 8.000 tấn, trong đó trên 80% được xử lý chủ yếu bằng công nghiệp chôn lấp. Với lượng rác thải lớn như vậy, nếu không được xử lý nghiêm túc, hậu quả sẽ gây tác động xấu tới hệ sinh thái, môi trường, sức khỏe và các hoạt động kinh tế xã hội như phát triển du lịch, dịch vụ, thương mại. Tại buổi tọa đàm do Viện Nghiên cứu Truyền thông Phát triển Red phối hợp với công ty Change France International Cộng hòa Pháp tổ chức, Phó giáo sư tiến sĩ Vũ Thanh Ca, giảng viên Đại học Tài nguyên và Môi trường đã phân tích thực trạng ô nhiễm rác thải trên thế giới và ở Việt Nam và đưa ra các công nghệ xử lý rác thải hiệu quả, biến rác thải thành tài nguyên. Chuyên gia cũng đưa ra những ưu nhược điểm và thách thức của từng loại công nghệ để xử lý rác thải tại nước ta hiện nay. Trong buổi tọa đàm, chuyên gia đã nêu ra các vấn đề mà báo chí quan tâm với nhiều góc nhìn khác nhau, giúp báo chí tuyên truyền hiệu quả trong việc bảo vệ môi trường, nâng cao nhận thức của người dân đối với hiểm họa từ rác thải tới chất lượng cuộc sống. Thưa quý vị, Việt Nam dự kiến nhận 150 triệu liều vaccine COVID-19 trong năm nay, chia thành 7 đợt, được cung ứng từ AstraZeneca, COVAX và sản xuất trong nước. Theo đó, các đợt dự kiến cung ứng vaccine và số lượng liều được Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống dịch COVID-19 báo cáo Thường trực Chính phủ chiều ngày 24 tháng 2 vừa qua. Theo đó, đợt 1 gồm 117.000 liều vaccine mua trực tiếp từ công ty AstraZeneca đã về nước ngày 24 tháng 2. Lượng vaccine này sẽ tiêm cho lực lượng tuyến đầu chống dịch, trong đó các cơ sở y tế gồm bác sĩ điều trị, nhân viên xét nghiệm, nhân viên lấy mẫu, người tham gia phòng chống dịch, như thành viên Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19, các cấp và người làm việc tại các khu cách ly, truy vết, điều trị dịch tễ, tình nguyện viên, phóng viên. Đợt 2 sẽ có 1,5 triệu liều vaccine về nước trong quý 1 và 2 năm nay, gồm khoảng 1,2 triệu liều do COVAX cung cấp và khoảng 363.000 liều do AstraZeneca cung cấp. Lực lượng tuyến đầu tiếp tục được tiêm vaccine cùng với nhân viên ngoại giao, hải quan, cán bộ làm công tác xuất nhập khẩu, quân đội. Đợt 3, Việt Nam sẽ mua 8,2 triệu liều vaccine của AstraZeneca. Số vaccine này dự kiến được cung cấp trong quý 2. Những người trong quân đội chưa tiêm vaccine COVID-19 trong đợt trước và lực lượng công an, giáo viên các cấp, người trên 80 tuổi sẽ được tiêm vaccine trong đợt này. 10,9 triệu liều tiếp tục dự kiến về trong quý 3, gồm 3,6 triệu liều là COVAX và 7,32 triệu liều từ AstraZeneca. Đợt này, đối tượng tiêm gồm những người trên 80 tuổi chưa tiêm vaccine trong đợt 3, nhóm người làm nghề cung ứng dịch vụ thiết yếu và người có bệnh tim mãn tính. Đợt 5 có khoảng 14,4 triệu liều từ AstraZeneca dự kiến về nước vào quý 4 năm nay hoặc quý 1 năm sau, tiêm cho những người mắc bệnh mãn tính, chưa được tiêm vaccine sau đợt trước. Đợt 6 có 25,2 triệu liều vaccine do COVAX cung cấp, dự kiến về nước vào quý 4 hoặc quý tiếp theo, tiêm cho những người có bệnh mãn tính chưa được sử dụng vaccine trong đợt 3, 4, 5 và người có độ tuổi từ 65 đến 80. Tiếp theo đó sẽ có trong quý 4 năm 2021 đến quý 2 năm 2022. Lượng vaccine này được tiêm cho công dân từ 65 đến 80 tuổi, chưa tiêm vaccine trong đợt 6 và người trên 18 tuổi không thuộc nhóm đã nêu ở trên. Ban chỉ đạo cũng đề nghị ưu tiên tiêm vaccine trước cho người dân ở địa phương có vùng dịch. Tại mỗi địa phương ưu tiên tiêm trước cho người ở trong vùng dịch. Thưa quý vị, những năm gần đây, ở nhiều địa phương trong cả nước, nhất là những thành phố lớn, đã liên tục xảy ra tình trạng chiếm đoạt tiền hoàn thuế giá trị gia tăng VAT bằng những thủ đoạn rất tinh vi. Có nhiều vụ, khi bị cơ quan công an phát hiện thì tổng số tiền chiếm đoạt từ việc hoàn thuế đã lên tới cả trăm tỷ đồng. Theo Tổng Cục Thuế, thì việc lập ra doanh nghiệp ma, nâng khống hóa đơn xuất khẩu, linh kiện điện tử, máy tính, gỗ, tiềm ẩn rủi ro gian lận chiếm đoạt tiền hoàn thuế. Văn bản của Tổng Cục Thuế gửi đến Cục Thuế các tỉnh, thành phố cho biết, với cùng loại hàng hóa như linh kiện điện tử, máy tính, các mẫu mã, đặc tính giống nhau, doanh nghiệp khi nhập khẩu khai báo giá trị thấp hơn, nhưng doanh nghiệp xuất khẩu lại khai báo giá trị rất cao, chênh lệch hơn 50 lần. Mỗi lô hàng xuất khẩu nặng chỉ vài kg đến vài chục kg, nhưng giá trị lên tới vài tỷ đồng hoặc vài chục tỷ đồng. Việc này theo cơ quan thuế có tiềm ẩn rủi ro mua bán hóa đơn, kê khống giá trị hóa đơn trong nước để nâng khống giá trị hàng hóa xuất khẩu, nhằm chiếm đoạt tiền hoàn thuế giá trị gia tăng VAT. Ngoài ra, Tổng cục Thuế cũng chỉ ra một số dấu hiệu điển hình khác cho thấy doanh nghiệp cố tình chiếm đoạt tiền hoàn thuế. Ví dụ, các doanh nghiệp bán hàng cho doanh nghiệp xuất khẩu hàng linh kiện điện tử không có tại địa chỉ đăng ký kinh doanh, thường xuyên thay đổi thông tin về địa chỉ trụ sở chính, chủ doanh nghiệp, người đại diện pháp lý, thông tin nơi đăng ký quản lý thuế. Nhiều vụ việc gian lận bằng cách chuyển tiền qua lại giữa các đối tượng có quan hệ với nhau như người trong gia đình khi mua bán hàng hóa. Một số doanh nghiệp xuất khẩu linh kiện điện tử thực chất không giao dịch với nước ngoài mà chỉ nhập phí hoa hồng với dịch vụ xuất khẩu. Doanh nghiệp mua hàng hóa bên nhập khẩu không tồn tại hoặc là doanh nghiệp bất hợp pháp. Do đó, Tổng cục Thuế yêu cầu đơn vị kịp thời rà soát doanh nghiệp kinh doanh hàng hóa có rủi ro cao như linh kiện, gỗ, hàng nông lâm, thủy sản. Thời gian qua, Hải quan cũng đã xác định một số công ty chiếm đoạt tiền hoàn thuế VAT thông qua buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa. Phần lớn doanh nghiệp này không có thật, một số doanh nghiệp là do các đối tượng thuê hoặc mua lại. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin Tâm điểm Chất lượng và Cuộc sống của chúng tôi ngày hôm nay. Mọi ý kiến đóng góp mời quý vị gửi về tòa soạn số 214 ngõ 22 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội hoặc văn phòng đại diện phía Nam số 6264 Nguyễn Biểu, phường 1, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh. Quý vị cũng có thể gửi về hòm thư chất lượng và cuộc sống a@gmail.com hoặc qua hotline 0243 574 7649. Còn bây giờ xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.